Thưa quý vị, trong ngày Tết độc lập của đất nước ngày 2 tháng 9, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa điểm thiêng liêng được đồng bào ở khắp mọi miền Tổ quốc hướng về. Nhiều hoạt động mừng lễ Quốc khánh cũng được tổ chức tại nhiều địa phương, hội tụ đông đảo người dân tham gia. Tết độc lập năm nay, đoàn người xếp hàng thành kính vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dường như kéo dài vô tận. Ngay từ sáng sớm, mặt cái nắng gay gắt, người dân từ 63 tỉnh thành khắp cả nước vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để được vào thăm Bác trong một ngày vô cùng ý nghĩa. Có người may mắn ở gần Hà Nội, nhưng cũng có người phải vượt hàng ngàn km để được đến thăm Bác. Hàng vạn con tim được chung một nhịp đập, chung một niềm xúc động. Tròn 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa mãi mãi, nhưng vị cha già dân tộc vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Niềm kính yêu và biết ơn người đã, đang và sẽ được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và lớp lớp con cháu cũng đang dốc sức thực hiện di chúc của người để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như lúc sinh thời người hằng mong muốn.